Ngày 17 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, vụ tai nạn xảy ra tại km 757 cộng 800, quốc lộ 1A, thuộc khu phố 1A, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tài xế Nguyễn Thái Nguyên, 42 tuổi, trú tại Phước Lộc 1, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Nam Bắc, thì va chạm với xe ô tô con do Lê Minh Sành, 60 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, ngọn lửa bùng lên, bao trùm chiếc ô tô con, tài xế kịp thời rời xe, hậu quả xe bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn.